Xin chào, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, cái nóng ngày càng dã man, năm nào cũng thấy lặp lại lịch sử hàng chục năm. Không biết đến khi nào thì trái đất sẽ nổ tung vì nóng nữa, và nắng thì chúng ta sẽ tìm đến một tình yêu mới. Đó là những cái điều hòa mát lạnh, thổi ra những làn gió mát rượi đến tê lòng. Có bao giờ cho bản thân, tại sao điều hòa lại có thể làm lạnh, hay tủ lạnh cũng như vậy? Chúng ta hoạt động như thế nào, lấy hơi lạnh từ đâu để làm mát? Nếu thật thì vi này sẽ giúp các bạn thông não. Kể cả những bạn là người không biết gì về công nghệ hay vật lý thì vẫn hiểu. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về cấu tạo cái điều hòa. Để có thể hiểu được cái hoạt động của chúng, ta sẽ thấy điều hòa có hai bộ. Đó là cục nóng và cục lạnh. Cục nóng lắp ở ngoài, cục lạnh lắp ở trong nhà để tạo ra hơi mát. Đó là bên ngoài chúng ta thấy như vậy. Nhưng cái bộ phận quan trọng nhất của điều hòa chính là hệ thống ống dẫn bằng đồng. Bên trong chứa gas vừa ở dạng khí vừa ở dạng lỏng. Chỗ nào lỏng chỗ khí thế thì chút nữa bạn sẽ rõ. Hệ thống đồng này thực chất là một cái ống đồng tròn dẫn ra chạy vòng vòng từ cục nóng qua tủ lạnh một cách tuần hoàn. Giống như máu của cơ thể vậy. Có mà khi chạy qua hai dàn nóng và lạnh thì ống đồng sẽ được bẻ gấp khúc, để tạo ra bề mặt tiếp xúc lớn, giúp truyền được nhiều nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhưng nếu chỉ có cái ống đồng và ga ở trong thôi thì sẽ chả bao giờ tạo ra được cái lạnh cả. Mà cũng cần đến hai bộ phận cũng quan trọng nữa. Đó là van tiết lưu và máy nén khí. Van tiết lưu chính là bộ phận giúp làm lạnh. Nó khai thác một tính chất rất đặc biệt của ga. Đó là khả năng bay hơi siêu mạnh ở nhiệt độ thường. Hay đúng hơn là sôi ở nhiệt độ thường. Các bạn thấy cái bật lửa nếu vỡ một cái thì ngay lập tức số ra trong bật lửa sẽ bay hơi không còn một tí nào. Bay hơi sẽ nhanh như người yêu cũ của bạn trở mặt. Điều thú vị ở đây là khi chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Hay đơn giản là khi nó bay hơi, ga sẽ hút nhiệt độ từ môi trường xung quanh tạo ra khí lạnh. Các bạn có thể để ý khi đốt bình ga mini một lúc sau sẽ thấy bình ga lạnh và thậm chí là ngưng tụ hơi nước, đó là do ban đầu lượng ga trong bình được nén ở một áp suất rất lớn. Nó sẽ trở thành dạng lỏng nhưng khi ta đốt ga sẽ thoát dần ra ngoài. Áp suất giảm thì một lượng ga sẽ biến thành dạng khí. Như đã nói ở trên, bay hơi từ dạng lỏng sang dạng khí. Nó sẽ hút nhiệt và làm lạnh môi trường xung quanh. Và bản thân nó cũng lạnh. Đó là lý do bình ga bị lạnh dần khi đốt. Quay lại với cái van tiết lưu. Khi đi qua cái van này, ga được nén dưới áp suất cực cao, đã bất ngờ được điều chỉnh sang áp suất thấp bay hơi và chuyển thành sự lạnh. Nhờ hiện tượng này chúng ta sẽ có một lượng khí ga lạnh. Khí này trong ống đồng được dẫn chạy qua giàn lạnh. Ở giàn lạnh, quạt gió sẽ thổi khí lạnh xung quanh ống lạnh vào trong phòng, cho nhiệt độ phòng thấp hơn, từ đó chúng ta mới có một cái điều hòa mát lạnh thần kỳ cho mùa nắng nóng. Thế nhưng nếu cứ chảy qua van tiết lưu, ga được điều chỉnh hết từ áp suất cao sang áp suất thấp, thì chẳng mấy chốc mà hết ga. Lấy đâu ra áp suất cao để hoạt động nữa? Và từ vấn đề này chúng ta sẽ có thêm một bộ phận, đó chính là máy nén. Máy nén sẽ giúp nén lượng ga từ áp suất thấp thành áp suất cao và nóng. Ga từ áp suất cao này chạy qua cục nóng, quạt gió sẽ thổi bay nhiệt nóng này ra ngoài, làm giảm bớt một phần nhiệt độ. Rồi nó lại được đưa qua van tiết lưu, lại bay hơi và tạo ra nhiệt độ thấp, tạo ra dòng khí lạnh. Rồi lại chạy qua giàn lạnh, rồi lay thổi vào trong phòng. Cứ tuần hoàn như vậy, chúng ta mới có cái máy điều hòa. Khi điều hòa chạy sẽ thấy có nước chảy ra, Vậy có phải nước đó là người ta đổ vào để làm mát điều hòa hay không? Thì có trả lời là không phải các bạn ạ. Điều hòa nó không cần làm mát cái nước đó xuất hiện, là do không khí ở trong phòng có hơi nước. Khi hơi nước xung quanh dẫn lại gặp lại, nó sẽ ngưng tụ và bám vào ống đồng rồi chạy leo theo cái ống thoát ra ngoài theo đường ống người ta thiết kế. Nếu các bạn sờ vào sẽ thấy nước này rất là mát, thậm chí là lạnh nữa. Còn một cái nữa, đó là công nghệ inverter, giúp tiết kiệm điện. Vậy thì nó đã làm thế nào để tiết kiệm điện? Thì các bạn thấy như cấu tạo điều hòa trên van tiết lưu không dùng điện. Hai cái quạt gió ở giàn nóng và lạnh thì dùng điện không đáng kể. Máy điều hòa tốn điện nhất chính là ở cái máy nén. Vậy công nghệ inverter đã can thiệp vào bộ phận này. Cụ thể nếu điều hòa bình thường, máy nén luôn hoạt động với công suất tối đa, cho đến khi nào làm lạnh đến nhiệt độ người dùng mong muốn. Ví dụ 24 độ thì cứ đến nhiệt độ này điều hòa sẽ tự ngắt. Máy nén sẽ dừng hẳn. Khi nào nhiệt độ phòng lên cao, nó sẽ khởi động và hoạt động hết công suất. Việc khởi động lại và hoạt động hết công suất sẽ khiến máy nén tiêu tốn điện năng. Công nghệ inverter mạnh đến một bộ cảm biến. Nó sẽ cảm nhận và điều khiển cái máy nén chậm lại, đáp ứng đủ nhu cầu người dùng. Khi cần sẽ hoạt động mạnh hơn. Nó sẽ không bắt máy nén dừng hẳn, cũng không hoạt động hết công suất, không phải khởi động lại nhiều lần. Do đó mà không bị lãng phí điện năng, giúp tiết kiệm phần điện dư ra. Qua video này hy vọng bạn hiểu được nguyên lý làm lạnh của điều hòa và nguyên lý tiết kiệm điện inverter. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.
Nếu thấy hữu ích hãy cho mình một like và hãy chia sẻ video này cho bạn bè để mọi người cùng nâng cao kiến thức. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận được những video thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.